khu sân ở tầng dưới này cũng chật kín cây nhé. Đồ thì rất là chất. Và khu tầng thượng này thì anh Quyền cũng có rất nhiều đồ chơi hay, quý vị và các bạn tham quan và cảm nhận. Xung quanh đây thì nhìn qua quý vị các bạn đã biết đây là làng nghề Hữu Bằng nhé. Các bác anh em ở đây chơi cây thì chủ yếu là tận dụng cái không gian ở trên tầng thượng, vì đất làng nghề nên cái không gian nó hơi hẹp, nhưng mà vì tình yêu cây cảnh nghệ thuật, vì lòng đam mê nên các bác anh em đây tận dụng mọi không gian để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trong video này thì anh Quyền có một số tác phẩm đẹp sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn. Đây là anh Quyền chủ nhà. Xin chào tất cả anh em cả nước nha. Tôi là Quyền ở Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Anh em cả nước chơi cây nha. Đây là bác Chanh. Đây là nhà vườn Quyền Nhàn Hữu Bằng. Xin chào tất cả anh em cả nước. Tác phẩm đầu tiên chia sẻ tới quý vị và các bạn là một cây xanh, chất liệu là xanh Nam Điền. À, cây này cũng xong rồi nhỉ? Xong rồi, một số bông lại cũng khá mịn rồi đấy. À. Trên này thì anh Quyền cũng có nhiều phôi, phần lớn các phôi thì nó cũng là nó hòm hòm rồi, cắt thật được vài cút rồi thì nó cũng dễ làm. Thì các quý vị các bạn sẽ xem một số cây và sau đó cũng sẽ tham khảo giá. Cây này nó méo gì? Méo đấy. Cái này đấy, nó lõm vào này. Mà nhưng đây trong là da của nó đấy chứ. Đó, cái không phải đục đâu nhé. Đó, cái đường chạy còn hay chứ này, bác nhé. Đó. Không có sẹo nhé, trong là cả cái phần da của nó nhé, bác nhé. Đó. Cây rất là méo. Cái chậu này kích thước khoảng bao nhiêu anh Quyền nhỉ? 61 mét. 61 mét. Mà nó gần kín chậu nhỉ, chân đế. Chân đế trẻ nhẹ nhàng rất là hay nhé. Quý vị các bạn xem kỹ cây xanh này mà cảm nhận. Đấy, cũng còn một chút nữa. Cơ bản thì nó đã gần xong rồi. Đấy, nhìn chỗ này sướng như này. Ăn giả như này. Quý vị các bạn xem tổng thể cái này nhá. Tổng thể chiều khác này. Đó. Rất nhiều cái đồ chơi quý. Quý vị và các bạn xem sẽ có rất nhiều những cái điều bất ngờ. Có rất nhiều những cái đồ chơi. Cái này thì anh Quyền cũng có cắt lá vấn tỉa thêm. Cây là bá thân đi nhỉ. Yeah. Thân. Cái thân chính của nó côn nhỉ. Đấy. Nhìn là côn nhé. Méo. Vành chỗ này cũng phải tầm trên mét nhé. Đồ chơi rất là quý. Đồ chơi rất nhiều nhé. Xì này. Bên kia còn những cốt xanh rất là quý. Nhiều anh em mà mới chơi, mới vào cây mà có được một vài cốt xanh ở đây thì là ổn rồi. Trong khi đó thì anh Quyền có rất nhiều những cốt như này. Sàn trên, sàn dưới. Kín. Đấy, nhìn cái gầm này này. Đấy, nhìn mình thấy nó già này. Đấy, cái chỗ này nó dạ, gai nhỉ. Đấy. Nhìn chỗ này, chỗ này mà lên mà vòng đồng. Cái này cơ bản có cắt xong rồi nhỉ? Không xong rồi này. Đang vào hoàn thiện. Đấy, chỗ này bắt đầu làm bông rồi này. Đang vào hoàn thiện. Cái này làm được cũng nhanh. Trên này nó tốt. Chỗ nó rộng đấy. Chỗ 70 mét mốt. 70 mét mốt. Cành chỗ này nó phải trên mét nhỉ? Gần xong rồi nhé, cây nó gai. Gai xuống. Cơ bản là cây cơ địa nó tốt trên cái mầm nó mọc nó gai này nhỉ. Nó ở trên này. Gai này.
Trên đây thì có cái ưu điểm nó rất là nhiều ánh sáng, thoải mái ánh sáng. Tổng thể tác phẩm này nhé, quý vị các bạn đến đây xem thì quá đã luôn. Đằng trước đằng sau xung quanh chật kín cây nhé, xanh nhé. Cây này cũng là xanh Nam Điền. Ba thân. Tác phẩm quay đầu tiên cũng là xanh Nam Điền nhé. Cây này thì gần mịn rồi. Cây này thì là phôi nhưng cũng gần hoàn thiện, bắt đầu làm bông. Cây nó méo như này. Cái nóc này là nóc tầng thứ mấy? Quyền nhỉ? Nóc tầng 5 à? Không làm rồi các bác trân trọng. Đấy. Đến thưởng năm ngắm cây, uống trà ngắm cây. Có dịp thì các bác anh em, mời các bác anh em lên nóc tầm 5 nhà anh Quyền uống trà ngắm cây. Rất nhiều đồ chơi quý. Cây này thì nó rất là đặc biệt nhé. Bác nào mà thích chơi những cái đồ nó không đụng hàng thì chơi thằng này. Rất là dị nhé. Cây này rất là côn. Nó cũng có đôi chút dáng vẻ của cây trực núi. Chân đến nó chảy xị ra như này. Chỗ này có một cây thì cũng mới đưa về. Xanh kỳ đá này. Cây này cũng mới đưa lên đây nhỉ? Cây này trước đây là anh Quyền gửi. Gửi mới mang về. Mà đi làm đá rồi mang về. À. Đá đẹp nhỉ. Những cái cách tạo hàng hốc đẹp. Đây là mặt chính nhá, mặt sau lại còn đẹp hơn. Cái này nó dị, cái đường chuyển của nó nhỉ, khúc khích. Cái co lắc của nó. Xem nhá. Chất liệu là làm điền đấy, các bác ạ. Vừa gài đá xong. Nó khô như là gai. Sướng nhỉ. Nhìn dưới gần các bác thấy nó già nhỉ. Thấy già dưới gần để các bác cảm nhận ý quý của nó nhé. Xanh như Nam Điền ký đá. À kia nó có bánh ngay. Chạy được à. Cây này chỉ vài năm nữa thôi thì cái rễ nó khỏe ra nó bám thì nhìn rất là phê các bác nhé. Có thể là sau này là dễ ra khỏe, lại có thể là phụ họa thêm một vài chút đá nữa cũng được nhỉ. Vừa làm vừa tính. Cơ bản thì cốt cách nó định hình xong. Khi nó phát triển, trong quá trình phát triển thì lại có thể chỉnh sửa đôi chút để nó phù hợp với cây. Những cái cốt sành phôi rất là nhiều nhé. Toàn những cây kích thước cũng lớn và tầm trung. Ụ ị. Cây này là tán tầng phá đây nhỉ. Những cây tán tầng phá thì nó có ưu điểm thì nó rất là già. Ok. Chỗ này già kinh luôn sợ. Cây chúc xuống cây và gầm một lần. Chân đến nó chạy đều này. Yeah. Chạy nhẹ nhẹ đều xung quanh các bác nhé. Đằng này là kịch cường rồi cho nên quay được từ phía các bác nhé. Chân trách để các bác xem kỹ. Đấy, chân đế nó chảy đều đẹp nhé. Đấy, chảy đều đẹp. Đấy, chết đấy. Xong cây 45 cây. Vâng. Chỗ này được khoảng bao nhiêu? Ở trên 90 không? Vậy nhá. Chỗ này. Chắc là được tầm trên 90 nhỉ? Yeah. Đã biết toàn da này. Màu bóng nó đẹp. Đấy, chỗ này nhìn nó khô nhỉ? Đấy. Xanh tiếp theo nhé. Cây này cũng là ba vai. Cây này cũng giật được vài cút rồi. Giật được vài cút rồi đấy. Rất là khô cây. Có những cái nét nó rất là độc đáo, nó méo. Méo nó hầm hố như này. Cái này nhìn chỗ này mình sướng nhỉ. Chạy hết rồi. Nhìn chỗ này này. Dạ. Đấy. Cái này bác quay kem chứ. Bác nào mà yêu những cút già. Đùng lực. Có những cái nét nó độc đáo đi chơi hàng này. Đấy, nhìn thoáng qua thế này thì tưởng là nó là ba thân,
nhưng mà nhìn từ trên xuống thì nó lại có 5 thân nhỉ. Đấy. Đúng không? Đây coi đây là một thân đi nhỉ. Thân này, đây là thân nữa đi. Đúng rồi. Đấy. Đấy, chụp đây. Cứ gọi là 5 thân được nhỉ. Dạ, chút đi. Đấy. Ngày. Anh quay từ góc dưới cho những cái khúc giật rất là ngắn nhé. Vừa rồi thì anh Quyền cũng mới cắt tỉa số cây thì giật để cút nhìn nó thoáng. Dạ đinh kinh dỉa rồi trải được đi nhỉ. Yeah. Chắc có cái chân đế đó tính là nó thân đi thì là đủ cho nên nó đủ năm. Cái là cái trực, cái trực nhỉ. Nhưng cái này cũng là tầng phá này. Đang tầng phá. À, nhưng mà vẫn giữ, cái này là giữ được cả hai tầng này, tầng 1, tầng 2 này. Tầng 2. À, thành một cái trực. Con này chỗ của nó là 80 và 60 các bạn. Trực nó cao khoảng 60, song cây nó cao 60. Chất liệu là xanh ai làm điền nhé. Làm điền. Đấy, vàng đồng này hoặc nhìn sướng chưa. Cốt cách cũng tạm ổn rồi. Hai mặt trái và sau mặt nào cũng đẹp. Chân đế nó trải này. Sau đẹp. Xuống hết đường này các bác ạ. Coi này. Hết góc hết này. Cây là nhiều đầu. Đây là cần tán tầng phá nhiều đầu. Nó cũng là dạng siêu động lực nha. Yeah. Chỗ nó 1 mét dưới và 70. 1 mét dưới 70. Và chiều cao thì nó chiều khoảng độ. Hai gang đến đây. Hai gang đến đây. Đây nó 40. Thì khi hoàn thiện nó khoảng 60. Cây này nó có những cái nét nó méo. Nó biến và nó cũng dị. Cây này cũng ít động hàng với những cây xanh khác. Nhé. Chỗ này thì có một cây xanh, cái này cũng là năm thân nhỉ. Yeah. Năm thân. Sở thích của mình là chơi nhiều đồ. Nhiều đồ. Nói chung những cây xanh mà làm trắng làng thì cái tỷ lệ người nhiều người thích nhỉ. Thích chơi nhiều đồ. Nhiều đồ hóa trắng làng, kể cả trực bây giờ nhiều anh em cũng vẽ thành làng hết, trực hóa trắng làng. Những cái cây trắng làng thì nó rất là gần gũi với nhiều người. Nhìn ấm tán rất là đẹp. Chỗ này có một cây xanh dáng siêu. Đó, thì anh Quyền thì giới thiệu thêm. Dài khoảng 2 mét, cao khoảng 1 mét dưới. Các bác ạ, từ dưới lên 1 mét dưới. Chỗ này của nó là 1 mét dưới. 1 mét rưỡi, à, chỗ nó dài. Chỗ 1 mét dưới và 80. Cây này thì cũng mịn rồi nhé, già khô rồi. Đó là cây siêu. Và có một cây, cây này tính là cây tử đi nhỉ. Tử dưới. Đó. Cây cũng có ký đá, nó cũng nhẹ nhàng thôi. Đấy. Già khô cũng đế này rồi. Đấy, cây này khá mịn đâu. Chỗ này còn nhiều cây nó cũng tầm 2 ngày B, 1 cây B nữa này. Anh em nào có nhu cầu chơi những cái hàng nó vừa nó bình dân, vừa thì chơi những cái này. Cây một cây B có một số nhé. Bên đây thì có cả cây sân quê này. Cái này chắc cũng vừa tiền đâu. Điền. Điền nhé. Cái này cũng chúng cũng là lạ nhỉ. Kiểu dáng đó. Đấy. Mỗi cây thì nó lại có những cái dáng vẻ khác nhau. Như cái này thì bao nhiêu tiền này? Cái này, cái dáng siêu này. Đấy là với 80 triệu. 80 triệu cây xanh anh Nam Điền nhé. Dáng siêu. Rất già. Mịn. Đó. Đây là trên nóc của tầng 5 à. Các bác yên tâm là nhà là thiết kế sẵn những cái dòng dọc phải đưa cây xuống các bác nhá. Các bác không phải lo nghĩ gì. Quý vị và các bạn vừa xem cây và tham khảo giá cây trên tầng thượng nhà anh Quyền ở Hữu Bằng. Video xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Tầng dưới thì cũng nhiều đồ chơi rất là chất nhé. Tầng dưới thì nhiều cây mịn. Xanh, si, đồ chơi cực kỳ vip luôn.